8 bài học lớn từ cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú. Một, người giàu suy nghĩ lớn, người nghèo hay nghĩ nhỏ nhoi. 2, người giàu nghĩ tới những cơ hội, người nghèo tập trung vào khó khăn. 3, người giàu quyết tâm làm giàu, người nghèo mơ ước sẽ trở nên giàu có. 4, người giàu ngưỡng mộ những người thành công và giàu có khác, người nghèo thường bực tức, ganh ghét những người thành công và giàu có. 5, người giàu chọn trả công theo kết quả, người nghèo chọn trả công theo thời gian. 6, người giàu sẵn sàng tôn vinh những giá trị của bản thân họ, người nghèo có cái nhìn tiêu cực về quảng cáo và bán hàng. 7, người giàu đứng cao hơn vấn đề của họ, người nghèo đứng thấp hơn vấn đề họ gặp phải. 8, người giàu luôn học hỏi để phát triển, người nghèo nghĩ mình đã biết hết. Trên đây là 8 bài học trong rất nhiều bài học được rút ra từ cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú. Các bạn hãy tự mình đọc cuốn sách này và rút ra những bài học cho riêng mình. Chúc bạn thành công!